chào tất cả mọi người. Đó. Hôm nay lại có hai khách rất là trẻ đến từ Lào Cai đến xem gà nhé mọi người ạ. Đây gà. Ai nhá tổng con. Để bà là với mỗi phía trái không? Đây. Hôm nay mình không mang cái máy quay, mình chỉ quay bằng điện thoại thôi mọi người ạ. Nên là nó đây cứ. Đó. Khách chỉ được đứng ở ngoài thôi, không được vào. Không được vào trong trại nha mọi người ạ. Chậu dù hả em tụi nó nè. Sánh tệ đó. Cứ đi đâu đấy. Tụi nó tụi xí mùa lo. Sánh tệ tiền rồi mà. Kìa ít tiền đã khá lò đấy à. Lúc chạy ít giờ nó tôi bùi rõ chẳng khánh à cứ. Ông nông đợi nó nói mà tôi bùi rõ mà. Sá thì tiền nó sắp lâu. Ít tạm mô mà khó còn hiểu rõ ta đi nè. Có dao hay dạ? Dao tay nha đi mà. Các cụ ý quên nói các cụ này. Nhớ dễ mà có dao thế nhớ đấy có xàm mông hay các cụ này. Các cụ mà nhớ nhớ đấy mà. Nhớ dễ mà chúng còn có phật tị út tốt chứ. Lấy tiền. Ô, tụi nó có đặt điện thoại lấy tay. Tại chúng tụi cần gạo cứu. Chúng bỏ khiến đá ta hồi rồi chúng bỏ này. Cú. Đã ra số tí tụi nó rồi, đến nọ, chúa tụ nọ thế chúa tụ bốn nhẫn chúa lao thế của cô đi à, họ chúa cho mẹ chúng chúng luôn gạo liều à, ừ thế đó, nay bao ừ hết rồi, ừ luôn gạo ừ thế, nhưng mà tà này cứ nè, có cái tụ nó chùa tờ như vậy luôn mà, F 3 mà, xuống cái hàng gì vậy, xuống cái quần xuống hàng gì vậy, tụi nó tụi lão à, tụi nó chỉ có một lóc chiều một trâu à, đã bế tỉnh nhá tụi nó nè. Cú xì cười đã có tài dụ đã có lời chắc cả lì à. Tụi nó chỉ có rộng hẹn, ta tụi nó chỉ chỉ đa nó lại. Tụi nó chỉ nè. Tụi mình nhu, tụi chỉ mà nhìn đa, ta nhìn đa chỉ chế tụi nó ấy cứ ấy. Cú. Quái thế nhỉ. Gái tụi tôi mà tỏ chùa hành tiêu cứ. Tỏ tắc dánh tà đi nè. Nó chè ít nhìn nhớ là chè ít tay không à. Nếu như mà có cho mình nhỏ ta mà chỉ hành tao sao cú này. Đây nhá anh Huấn ơi. Anh Huấn ở Lâm Đồng nhá. Con này anh Huấn nó gạ mạnh lắm rồi nhưng mà em nhất quyết không bán. Nhưng mà anh Huấn bảo là cứ em cứ đúc máy đã. Đúc xong thì cuối mùa thì để lại cho anh. Đó anh Huấn này gà đây này. Để cuối mùa xem thế nào nhá.
Con này cái rộng bé lắm con này, rộng không đanh tí nào luôn, rộng không to nữa mọi người. Đó, như vậy là mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.